rất là thân mến. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nha mọi người nha. Thì chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong cái ngày mới. Bữa giờ là không có than bổ nha mọi người nha, do là nó đang trong cái mùa nó sinh sản, cho nên là anh em thợ là người ta cũng không có đi bắt đó. Thì hôm nay em lên cho quý anh chị em xem một số chòi lửa đuôi dài, đuôi ngắn, hình như là có mái đuôi dài nữa nha. Có lửa mái, có lửa trống, lửa chống bổi, đuôi dài và đuôi ngắn đều có đủ hết nha. Đó, bây giờ em sẽ ra đây nè, 19, 18 gì có hết trơn luôn nha mọi người nha, cỡ nào cũng có. Đây nè, sáng nay là mới, ở đây có mái nè, ở đây có lửa mái bổi nè, chim bổi nè, rồi lửa mái nè, rồi bên này có lửa 19 nè, bên kia lửa 18 nè, rồi bên này 20, 21 gì nè. Rồi, ok, bây giờ sẽ ra đuôi dài trước nha mọi người nha. Bữa giờ thời tiết nó rất là nóng nha mọi người nha. Trời ơi nó nóng mà đến nỗi mà. Trời. Đây. Con này đu tôm đẹp nha. Chân trắng móng ngà. Móng đầy đủ nha. Mặt con này rất là gấu nha. Đuôi nè. Nó hơi cũ lỗ đuôi nha mọi người nha. Con này mặt đẹp lắm nè. Con này nó hơi tôm nhẹ xíu. Mà đuôi nó hơi bị cũ đuôi rồi. Đuôi 21 nha mọi người. 21 mà nó bị cũ đuôi rồi. Rồi, nhanh gọn lẹ cho anh chị em luôn nha. 21 đuôi hơi tôm nhẹ nè, cũ lông đuôi nè, đó, lông đuôi nó cũ nè, đó. Giá 1 triệu 7 nha. Mắt móng mỏ tay chân đầy đủ nha, không bao ship nha mọi người nha. Chân trắng móng trắng luôn, đẹp chưa? Quên, mấy anh đợi em xíu để em ghi lại hồi quên ạ. Rồi, 21 sau đuôi là 1 triệu 7 nha. Đây em ghi cái giấy ở đây nè. 21 nè, sâu đuôi nè, giá là 1 triệu 7 nha. Đó thì cái dòng này anh chị em về nuôi ít bữa nó mưa xuống cái thải lồng là đẹp à. Rồi, cái con đó là con đầu tiên, cũng là cái con chuồng số 1 nha. Đó, bây giờ tới con thứ hai rồi, hôm nay là tranh thủ ra hàng đuôi dài trước nè. Úc, con này mấy cái đuôi bỏ lem 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 nè, gãy hết đuôi mọi người, đuôi gãy hết khúc nè. Úc, con này mập ú. Ồ, móng nè, móng chân móng đẹp chưa? Chân con này nó ngộ ha. Chỗ trắng chỗ đen, chỗ trắng chỗ đen nè. Rồi, mặt mũi là nói chung là ok ha. Đuôi là có một cái đuôi nó bị gãy hết khúc rồi. Rồi, để em đo đuôi cho nó nhanh nè. Cho đỡ mất thời gian của mấy anh nè. Yêu lắm nè. Đó, còn này đuôi hơi tôm nhẹ nha. Hơi tôm. Đuôi con này cũng khá dài nha.
con này đuôi 21 216 nha mọi người nha, 216 nha. 216 nè, nó bị gãy khúc nè. Rồi, nhanh gọn lẹ cho anh chị em luôn nha. Giá là 1 triệu 9 nha. 216 gãy một khúc nè, còn 1 triệu 9 nha. Những cái dòng này thì anh chị em có thể về nuôi. Mưa xuống là thay lông nó ra lại nha mọi người nha. Rồi trong cái quá trình mà đang ra chòe lửa này, anh chị em có nghe thấy tiếng cái con chòe than nó đang xè xè chít chít không? Chút xíu quay cho. Cứ yên tâm, bình tĩnh. Rồi, bây giờ tới thùng chè lửa đuôi 19 nha mọi người nha. Rồi, chanh móng đầy đủ nè. Mắt. Mắt mũi ok rồi, bây giờ em đo đuôi cái. Bữa giờ coi như là bán chim không có nhiều mà được cái toàn hàng chất lượng, hàng bông. Trời ơi, vừa đăng lên cái là có anh trai hốt liền, bữa giờ cứ tưởng đâu là kinh tế khó khăn không ai mua. Con này 19 19 hơn xíu à. 19 nha. Rồi 650k nha mọi người nha, đuôi 19. 19-1, 19-2 vậy, nó hơn xíu à, hai đuôi đều nè. Con này con thứ ba nha. Đó, các anh nghe con than hót chưa? Đó, chút xíu nữa quay cho anh em xem nha. Con này em mới ra là 19 cộng nha, giá là 650k nha. Nói chung là trên 19. Giờ em tưởng đâu có mình em nghỉ lễ, mấy ông thợ mấy ông cũng nghỉ lễ nữa. Đó, cho nên là chim cò nó cũng không có nhiều nha mọi người nha. Thì anh chị em thông cảm giúp em nha. Rồi con này móng rồi. Ok rồi. Ồ, đuôi đều đẹp nha. Bữa nay về lô chè lửa này thấy mấy con là thấy đuôi đẹp đẹp không à. Cũng 19 luôn nè. Cái con mà em mới ra là con thứ tư nha. Rồi, con này con thứ năm nè. Trần Dính Long. À quên đó mọi người ơi, thì có những cái con mà đuôi nè, các anh thấy không, đuôi nó bị cong mà nó cong ngang như thế này nè,
là trong cái quá trình mà nó nằm ở trong cái thùng như thế này nó cong nha, chứ không phải đuôi tôm nha. Mấy anh đừng có coi clip như thế này, mấy anh kêu là ủa Thành ơi, thấy Thành quay cái con này mà đuôi nó đuôi tôm mà sao anh mua về anh tắm rửa cái duỗi ra nó thẳng. Cái con đuôi tôm là nó sẽ cong ngược xuống như thế này nha. Đó, nó cong ngược xuống như thế này nè. Cong theo cái chiều chiều đây nè, đó thì cái chiều này nó cong như thế này thì mới gọi là đuôi tôm nha. Còn những cái con này là nó nằm ở trong cái thùng rồi nó nằm ở trong góc á, thì nó bị cong như thế này nè. Nó đè cái đuôi nó thì nó sẽ cong như thế này. Nó không phải là đuôi tôm nha. Anh chị em về tắm là nó sẽ thẳng lại nha. Rồi cái con này là con thứ năm nha mọi người nha. Đây, chân hồng móng ngà nè. Con móng sau là nó trắng móc nè. Còn mấy móng kia là móng ngà. Rồi. Thì đó giải thích sơ sơ về cái vụ đuôi tôm, chứ nhiều anh kêu ủa Thành ơi thấy quay clip cái con nó đuôi tôm dữ lắm mà sao về tắm cái nó thẳng đơ. Đó, do là cái đó là nó nằm nó đè ở nhau trong thùng nó cong. Rồi con này đúng 19 luôn nha. Con này đúng đuôi 19 luôn mọi người. Rồi vẫn là giá là 650k nha, con này chuột số 5 nha. Anh chị em chịu khó nhớ giùm em nha. Số 3, số 4, số 5 là đuôi 19 nha. Ba con nhưng mà nó đều khác nhau ha, mặt mũi tay chân nó đều khác nhau, nó không có giống nhau. Chính vì vậy mà mặc dù là đuôi nó bằng nhau, giá tiền nó bằng nhau, nhưng mà em vẫn review kỹ cho anh chị em xem, do là cái đuôi nó khác nè, cái chân nó khác, cái móng nó khác đó. Con này hơi so lè xíu mọi người. Nhưng mà con này đuôi hơi hơi bạn đuôi hơi to. Và cái bụng nó trắng nè, đó, tương lai không? Tương lai không biết về đâu nè. Hai cái móng sau trắng bóc nè. Đây. Hai cái móng sau trắng bóc và phía trên này thì lại đen thui. Đó, con này rất ngộ ha. Rất ngộ, rất là lạ. Mặt con này, mỏ này rất là ngắn nè, rất là siêng hót nè. Mỏ rất là ngắn luôn, mắt đầy đủ nè. Móng thì đã review rồi ha, móng thì đã quay cho anh chị em rồi. Con này bạn đuôi nó cũng tương đối to và hơi lụa nha. Con này một bên á, một bên là 19 năm, một bên là 20 nha. Một bên là 19 năm, một bên là 20. Con này 800k nha. Con đó là con thứ sáu nha mọi người nha. Rồi đó xong rồi, coi như là ra được hai thùng rồi, bây giờ tới thùng này, thùng thứ ba nè, còn một thùng nữa thôi là hết rồi. Thùng này xong là thùng nữa là em sẽ ra mấy lựa bộ thì chút xíu em thả hết vô hộp kia rồi em quay một lúc cho anh chị em xem nha. Còn bên này thì nó đuôi dài thì em nói chung là cũng không có nhiều, cho nên là quay bắt ra cho anh chị em xem trực tiếp những cái móng, những cái mặt mắt rồi này nọ ha. Đó rồi coi cái đuôi của nó dài bao nhiêu nữa. Đây đuôi nè, con này không biết là đuôi bao nhiêu, để em đo cái đã. Rồi 6 con rồi ha, 6 con đuôi dài rồi. Bây giờ con này là con thứ 7 nha. Con thứ 7 này đuôi 18-6 nha. 18-6 giá là 350k nha. Rồi, đợi em xíu để em lấy cái băng keo em ghi, chứ nhiều chim quá không có nhớ. Không có nhớ con nào dài bao nhiêu. Đó. Con này là 18-6 nè. 350k nha mọi người nha. 18-6 350k nha.
này đuôi hơi tôm, hơi tôm tí xíu nha, hơi tôm thôi. Wow, rồi chanh đầy đủ. Đây, chanh móng đầy đủ hết nè. Thời tiết bữa nay là phải nói là rất là nóng luôn nha anh chị em, nóng lắm luôn đó. Tổ chè lửa bông em mới cạn ra được được hai con đó, mà nó nóng quá, nó cũng chim bố và chim mẹ nó nuôi coi như là nuôi đã ra đủ lông rồi, rốt cuộc cái nó cũng lên đường luôn mọi người. Do là thời tiết nó quá nóng, nó bị sốc nhiệt nha mọi người đó. Nó vừa mới nhảy xuống tổ cái là coi như là được ngày trước ngày sau là coi như là nó lăn quay luôn, do là thời tiết nó quá nóng quá nóng. Rồi cái con này thì đuôi nó 18 nha, 18 hơn tí xíu thôi. Con này giá là 300k nha. Con này số 8 nha mọi người nha. Số 8 đuôi 18 giá 300k nha mọi người. Trời ơi trời, con này rớt lao rồi mọi người. Con này có lao à? Rồi để em đo đuôi, con này có đúng một lao. Con này 18 năm nè. 18 năm còn có lao à mọi người. Rớt hết bên một nửa bên đuôi luôn này. Rồi, chân tay đầy đủ bình thường ha. Rồi, con này 250k nha, đuôi 18 năm. Rớt một lao nha. Rồi, cái con đó là con số 9 nha. Để em ghi lại. 18 năm rớt lao. 250k. Rồi. Đó thì anh chị em nào mà ở tỉnh thì có mua chim nhớ chuyển khoản trước giúp em nha. Ok, con 19 à, con cái con số 9 nó mới bắt ra, nó tập lớn. Em coi coi. Trong này đâu có cái lông nào đâu. Nó rớt đi đâu rồi. Trời, con này đẹp nè. Con này móng đầy đủ nè. Đuôi nè. Đuôi con này khá to. Ui, dữ chưa. Rồi con số 9 nó nằm nó tạch đã chưa. Rồi con này đuôi 19-8 nha mọi người nha. Bánh mì nóng. 19-8. Rồi 900k nha. Mười chín tám bản lớn 900k. Trời, em nói mấy ông bán bánh mì nè, em thiệt chứ em không hiểu là mấy ông kinh doanh cái kiểu này, mấy ông lời kiểu gì. Không biết mấy ông lời kiểu gì luôn á. Biết sao ông bán ổ mì có 3.000 ổ à. Mà ông vác cái xe máy, ông chạy vòng vòng mà trong cái đó tiền xăng á, thì mắc. Mấy ông này chắc hình sự quá. Mấy ông hình sự không á, mấy ông bán bánh mì, bán vé số với lại bán cái gì đó.
bánh tét, mạnh tét ngọt đồ mà cứ đi bộ hoặc là đi vòng vòng chạy xe máy mà đi 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 rao vòng vòng á, mấy ông toàn là coi như là ở bên Mỹ người ta kêu là đặc vụ ngầm, mình không có biết được. Em canh em bắt đúng con mái ra thôi, còn mấy con bổi chắc đây 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 mới sờ thấy nó xong này. Này trống rồi, trống bổi đây, trống bổi đẹp nè, trống bổi nhỏ xíu con này. Rồi con này 180 nha. Rồi con đó đầy đủ móng mắt mỏ tay chân nha, 180 nha, không đo đuôi thôi. Đây cũng bổi luôn, con này con thứ hai nha, con bổi thứ hai nha, 180 luôn nè. Để canh canh bắt cái con mái ra sao mà nó khó dữ này. Tại do con mái nó cũng nhiều tiền đó. Được rồi nè. Trời ơi. Mái này mái thường hay mái gì, nó kêu mái 13 mà. Thấy ngắn dữ vậy. Anh chị em đợi em xíu nha. Để em đo cái đã. Để em đo đuôi cái đã. Nó kêu mái 13. 13. Con này có 11 mấy 12 à. Con này là 200k nha. Con mái bội nha. 200k. Hai con bội. Wow, là mái đây, mái đây. Đây, con này là cái con bội nha. Con này thì 180 nè, con này đuôi ngắn đẹp nha. Có nhiều anh mới biết chơi chim. Có nhiều anh mới biết chơi chim mà Thành ơi, kiếm cho anh con bội nào mà ngắn thiệt là ngắn. Trời ơi, ngắn thiệt là ngắn thì nó mắc lắm chứ không có 180 đâu anh. Rồi để em đo đuôi cái con mái này thôi, hình như là hết chim rồi á. Hay là còn một con bổi gì trong này thôi. Đây con mái nè mọi người. Đây. Con này đuôi 13 năm nha. Mái này đuôi 13 năm nè. Con này 600k nha, mái đuôi 13 năm nha. Để em ghi cái. Rồi, cái con mái em thả vô cái chuồng số 7 nha, thả chung với con trống chuồng số 7. Để coi còn nữa không, hình như là còn một con bội. Ủa hết rồi. Rồi vậy là hết rồi mọi người ơi. Rồi mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái clip em quay con trẻ than cho anh chị em mình cùng xem nha. Xin lỗi vì đã làm phiền bà con nha. Thì hôm nay em giới thiệu với lại tất cả mọi người, đây là một cái mẫu trẻ than non. Chim này là mùa thứ ba rồi nha. Đây mở máy lên như anh chị em thấy ha. Mở máy lên là chơi ha. Đây rồi đó. Bây giờ em quay sơ sơ ha, em sẽ ra ngoài em quay cho nó kỹ nè. Rồi đó, thì như anh chị em thấy em đang mở cái tiếng chim chè than trống nó hót lên để cho kích cái con than này. Đó cũng như là bây giờ em sẽ quay em review cho quý anh chị em xem cái con này là cái con chim chim non nha. Chim non người ta nuôi nó lên được mùa này là mùa thứ ba rồi, rất là dạn nè, cầm lồng không nhảy ha, không tật lỗi đó, rất là dạn. Rồi con này thì hiện tại là nó lồng đuôi nó đang ra nha mọi người nha, nó chưa có đủ lông nha. Đó chân lên bốt rất là đẹp luôn nè, chim này mùa thứ ba rồi nha.
chim non lên mùa ba không trạch lỗi có thể khiển được nha. Nhưng mà do là em mới lấy về nó cũng hơi nó chưa quen chủ ha, chứ thường chim non mà mùa mùa thứ ba rồi là anh chị em nuôi có thể khiển tay được đó. Thì hôm nay cũng không có được nhiều chim cho lắm, em lên một cái con trà than như thế này, giá rất là yêu thương nha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết, không có lỗi gì hết á. Con này rất là sạch nha, đó con này rất là sạch luôn, không tạch lỗi. Chim này không lồng, không lồng là giá là 1,5 triệu nha. Còn anh em nào mà lấy nguyên cái lồng này luôn, giá là 2,2 triệu. Đó có nghĩa là lồng là 700, chim là 1,5 triệu, nguyên một bộ là 2,1 triệu nha. Anh em muốn lấy lồng em sẽ bán lồng, anh em muốn mua chim không em sẽ bán chim không. Đó ở đây em là cái thứ gì em cũng bán hết đó, mua gì là em bán đó à. Nếu như anh em nào mua cái lồng thì em sẽ sang con chim này qua bên cái chuồng chứa, rồi nếu như anh em nào mà có mua cái con than này rồi thì em dư cái lồng này em sẽ lùa cái con lửa mái bông ra để em nuôi đó. Thì ngày hôm qua em kia thì anh chị em cũng thấy rồi ha, thì em lùa con chim trống bông rồi em bán rồi đó, còn con lửa mái bông nữa em đang chưa có thời gian để em lùa ra đó, hót lên nè. Để em hút gió thử coi xem nó chịu hót không. Để em đang mở cái tiếng chim nó hót lên rồi. Chim này thì mùa thứ ba rồi anh chị em, khỏi cần hỏi em là chim này ăn cám chưa nha. Đó, chịu khó về cho anh mồi tươi nhiều vô, cám nhiều vô nha. Để cho nó ra đủ cái bộ đuôi ha. Đuôi là các anh đang thấy nè, nó đang thiếu lông đuôi ha, nó chưa ra hết ha. Đó, chim này nó trước nha, chim này là chim chim non lên mùa ba có thể khiển tay được nha. Đó, đặt bàn này nọ là rất là ok luôn. Nó cái này thì giá nó yêu thương lắm, anh chị em rất là yêu thương luôn. Con này mẫu rất là to luôn nha. Con này tướng rất là to. Đó, lông cánh lông liếc gì, nói chung là thay lông xong xuôi hết rồi ha, chỉ còn đúng một cái bộ đuôi nữa thôi. Đó, móng mắt mỏ tay chân là đầy đủ hết, không có bị lỗi nha. Đó, cái lồng này rất là đẹp luôn nha. Lồng này là lồng lồng Biên Hòa nhưng mà người ta làm kỹ nha. Đó, chứ không phải là lồng đặt nha. Lồng Biên Hòa làm kỹ, lồng 72 nan. Lồng này 68 hay 72 gì đó, nói chung là cũng rất là mới, rất là đẹp luôn ha. Đó, cái lồng như thế này là 700k nha. Chim là 1,5 triệu. Đó, cả bộ là 2,1 triệu nha. Mua lẻ thì chim không là 1,5 triệu, còn cái lồng không là 700k. Đó. Rồi thì cái thông tin mà nãy giờ em quay em nói rất là rõ rồi nha. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu giao dịch, nếu như ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Anh em nào ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ nhắn cho em cái địa chỉ nha. Đó thì em sẽ ship COD, thì có nghĩa là sẽ đặt các cái anh giao hàng, những cái anh xe ôm công nghệ người ta giao qua tới nơi và sẽ thu tiền ha. Thì anh chị em nhớ trả tiền ship giúp em nha, chứ em không có bao ship nha. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong một cái video tiếp theo nha mọi người nha.